Xin chào mọi người, quay lại với kênh YouTube Phạm Hà Linh. Ai không đưa đâu này? Anh chỉ một người trước mua cái sọ đầu lâu mới lại đèn nhé các thứ về, xong là đi ăn lẩu, thế là quên ở đấy. Hôm sau nữa. Người nếu mà nhìn kỹ là không phân biệt được hai em này đâu nhá, không nhìn kỹ là không phân biệt được đâu, thì khá là giống nhau ấy, rất là nhỏ, tầm 3-4 cm, 3 cm rồi ấy, rất là nhanh ấy 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 ấy. Bạn nào nói rùa chậm thì chạy vào đây nhá, đi nhanh lắm, thì ngóng ngơ đến đây là ngã tư đường đi tìm đường. Đây. Rất là cute, nhỏ, bé tí, rất là khỏe nhá. Đấy, ngáo ngơ. Quên mất cái là rùa này là sống dưới nước mọi người nhá, mình mang lên đây chơi thôi. Dưới nước bơi nhanh mà lên trên cạn đây cũng chạy ầm ầm này. Này vào môi trường đất gọi là ầm ầm tí là chạy nhanh lắm. Thôi. Thôi xin chào các em. Thôi cho đi vào bể. Đây. Này là cái máng để rùa bò lên nghỉ đây. Nói chung là mình nuôi ít rùa nước nên là chưa tìm hiểu nuôi mấy em này. Lên rất là đấy, còn trên này là mấy em rùa à, thì tất nhiên là rùa rồi. Đây, đây là chiếu từ dưới lên, từ dưới hầm lên. Rùa trên là rùa rùa bản đồ, rùa bản đồ mọi người nhé. Đấy, đấy. Bình thường là mình toàn sang bên chỗ shop Vietpet Garden Shop, vừa là chơi thì thỉnh thoảng là mua thêm đồ ăn phụ kiện này, thỉnh thoảng có con gì hay hay là mua về. Đấy, em rùa bản đồ này là size 7 hay size 8 gì đấy thôi. Nhìn đấy, nhìn rất hầm hố nhá. Đấy, mọi người bạn nào muốn xem tham quan thì ghé sang bên chỗ gọi là Vietpet Garden Shop. Hiện tại là chỗ ngõ bao nhiêu Hoàng Hoa Thám đi vào ấy. Nói chung là cứ lên mạng gõ là có mà. Đấy. Rồi, mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube Phạm Hà Linh và chia sẻ giúp mình nhá. Kênh của mình chuyên về bò sát, động vật.